Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đào Học Trọt. Hôm nay thì mình xin làm cái video để hướng dẫn cho các bạn cách làm sao để có thể ẩn được những cái thông tin như ngày tháng năm sinh của mình trên Zalo. Thì cái việc ẩn các cái thông tin này á, nó sẽ giúp cho chúng ta không phải khi mà đến ngày sinh nhật á, những cái thông báo về ngày sinh của chúng ta nó sẽ không hiển thị trên tường nhà của bạn bè mình. Và từ đó thì chúng ta sẽ không nhận được những cái cuộc gọi hay những tin nhắn làm phiền để chúc mừng vào ngày sinh nhật. Thì cùng nhau tìm hiểu xem cái cách mà mình ẩn cái ngày tháng năm sinh trên Zalo là như thế nào nhé. Đầu tiên các bạn mở Zalo lên. Rồi, sau khi mà chúng ta mở Zalo lên rồi đó, thì chúng ta sẽ bấm vào cái chỗ thêm. Chúng ta chọn vào cái hình răng cưa ở trên màn hình. Sau khi chọn vào đây đó, chúng ta sẽ bấm vào chỗ quyền riêng tư. Rồi, sau khi chọn vào quyền riêng tư, chúng ta sẽ kéo xuống và chọn vào chỗ hiển thị ngày sinh các bạn. Rồi, ở đây là cái mặc định của chúng ta, nó sẽ hiển thị đầy đủ ngày tháng năm sinh của mình trên tường nhà cũng như là trên tất cả các thiết bị mà bạn bè chúng ta mà có thể vào tường nhà chúng ta xem. Thì chúng ta chỉ cần bấm vào cái chỗ là hiển thị với người khác, nhưng mà trước khi mình thực hiện hành động này á, thì mình thử kiểm tra xem là trên tường nhà nó có hiển thị cái ngày tháng năm sinh của mình ra không nha. Thì mình sẽ vào cái chiếc điện thoại khác, mình vào Zalo, sau đó thì mình sẽ truy cập vào một cái tường nhà của một bạn nào đó. Ví dụ như mình vào từ nhà của bên này, sau đó thì mình kiểm tra thử là bạn này nó, bạn có là thời hiển thị cái thông tin ngày tháng năm sinh hay không. Thì mình vào chỗ nút ba chấm này, bấm vào chỗ thông tin. Đây là các bạn, thì ở đây nó sẽ có hiển thị ngày tháng năm sinh ra. Rồi, thì chỗ này mình sẽ tắt đi. Rồi, mình quay lại nhé. Sau đó thì bên này mình sẽ chọn vào chỗ là không hiển thị với người khác, có nghĩa là chúng ta ẩn đi cái ngày tháng năm sinh của mình trên điện thoại luôn. Sau đó thì chúng ta bấm ra ngoài, ok. Rồi, chúng ta sẽ lót lại nha bạn, lót lại một lần nữa. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào lại cái trang từ nhà của bạn kia. Rồi, mình sẽ vào từ nhà của bạn này, sau đó thì bấm vào chỗ là thông tin. Rồi, lúc này thì cái ngày sinh của mình nó bị ẩn đi đó các bạn. Thì cái cách này nó sẽ hạn chế đi cái việc là nó sẽ đẩy những cái thông báo mà khi mà đến ngày sinh nhật của mình á, nó sẽ đẩy những cái thông báo lên tường nhà của bạn bè mình. Và bạn bè mình nó sẽ nhắn tin rồi gửi điện này nọ chúc mừng. Nhưng mà chúng ta hiện tại thì không muốn hiển thị những cái đó ra để làm phiền bạn bè, hoặc là không muốn là những người khác làm phiền mình khi đến ngày sinh nhật. Rồi, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu cảm thấy hay và bổ ích, các bạn hãy để lại cho mình một like, share cũng như là đăng ký kênh để nhận thêm nhiều cái thông tin bổ ích từ kênh Đào Học Trực. Rồi, hẹn gặp các bạn vào những video lần sau.